Phật sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dương dụng ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Gương hiếu thảo. Tập 9. Áo thô nguyện hiếu mẹ. Chữ hiếu thời nay. Chữ hiếu thời nay. Phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ. Ngay cả chó ngựa. Ngay cả chó ngựa. Cũng nuôi dưỡng được. Cũng nuôi bất kính, bất kính thì có gì khác biệt, thì có gì khác biệt. Chữ hiếu thời nay, chữ hiếu thời nay. Phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Ngay cả chó ngựa, ngay cả chó ngựa. Cũng nuôi dưỡng được. Chữ hiếu nuôi dưỡng được. Bài học hôm nay thầy muốn dạy các con chữ hiếu. Người con có hiếu chính là hiếu thảo với cha mẹ. Cũng từ đó mà dạy con hiếu khi ta già. Người xưa dạy, cha sinh ta ra, mẹ nuôi dưỡng ta, chăm sóc cho ăn, luôn yêu thương ta, cho ta học hành, không muốn xa ta. Muốn báo ân đức biển rộng trời cao. Hiếu là sao? Người con hiếu thảo, chữ hiếu thời nay, phụng dưỡng cha mẹ. Với động vật như chó ngựa cũng đều nuôi được, không kính thì có gì khác biệt. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái dốc hết tâm can là người con hiếu, không tôn trọng phụ mẫu, trời cao cũng sẽ phẫn nộ. Còn bất hiếu thì khác gì cầm thú. Các con đã nhớ chưa? Dạ nhớ rồi. Tử Khiên. Tử Khiên bái kiến tiên sinh. Miễn lễ. Trời lạnh tuyết rơi, tại sao không vào học đường mà nghe giảng? Ở đây chịu lạnh. Tử Khiên, việc nhà còn nhiều, thỉnh thoảng ghé qua nên không dám làm phiền. Tử Khiên, tạm biệt tại đây. Đứng lại. Tử Khiên, thầy biết rõ gia cảnh của con, việc tới nước này còn chưa nói rõ với mẹ. Đúng là hiếm thấy. Nếu đã như vậy, thầy miễn học phí cho con vào đây học. Con thấy có được không? Tiên sinh cho con theo học thiệt hả? Ngày mai có thể vào học, được chứ? Tử Khiên, đa tạ ân sư. Thank you.
chữ hiếu thời nay phụng dưỡng cha mẹ, ngay cả chó ngựa cũng nuôi dưỡng được. Bất hiếu, bất kính có gì khác biệt? Bất hiếu, bất kính có gì khác biệt? Người sống trên đời thì cần hiếu thuận. Mẫn Tử Khiên mẹ. Trước khi cha con đi đã căn dặn như thế nào? Tại sao con lại ăn no làm biếng? Con đã làm xong tất cả mọi chuyện rồi. Chuyện đồng án đã làm xong chưa? Gánh nước xong chưa? Nấu cơm xong chưa? Con làm xong hết rồi. Cho nên đứng ngẩn ngơ ra đây phải không? Không làm gì hết phải không? Con quên hết lời cha con dạy rồi sao? Lời của phụ thân đại nhân, Tử Khiên làm sao dám quên chứ? Mẹ, mẹ đừng la đại ca nữa. Quỳnh ấy cũng đã làm quá nhiều việc rồi. Tử Hạo à, bên ngoài trời lạnh, mau vào nhà đi. Đi đi dạ. Con. Đại ca, Quỳnh có cần để giúp gì không? Con cũng mau vào nhà đi, nhanh lên. Ca ca, muội muốn chơi cưỡi ngựa. Được, chơi cưỡi ngựa. Nè Tử Quyên, ngoan, nghe lời mẹ. Ca ca còn có việc, vào nhà đi, nhanh lên. Còn đứng đó, không mau dọn dẹp đống củi, nhanh lên đi. Dạ. Dạ mà còn đứng đó, mau làm đi. Dạ con biết rồi. Có lạnh không? Đại ca không lạnh đâu. Quỳnh có cần vào nhà sưởi ấm không? Mau vào nhà đi. Con ra ngoài làm gì? Không mau vào nhà đi. Đứng đó làm gì? Mau chẻ củi tiếp đi. Dạ. Phụng dưỡng cha mẹ, luôn luôn mạnh khỏe, vạn thọ vô cương, vạn thọ vô cương. Tử Khiên à? À hả? Con đang lẩm bẩm gì vậy? Đang đọc thi kinh. Hey, đúng là một đứa trẻ tội nghiệp mà. Chăm chỉ như vậy, nếu mẹ đục của con còn sống, chắc là lúc đó sẽ cho con đến học trường đại học rồi. Hey. Mẹ ruột hay mẹ kế đều là mẹ hết, không có phân biệt. Người sống trên đời phải hiếu thuận với cha mẹ. Con nói đúng. Nè, đa tạ. Đi cẩn thận. Dạ. Phụng dưỡng cha mẹ, mong luôn mạnh khỏe. Bánh bao, bánh bao đây. Bánh bao, bánh bao nóng hổi đây. Mua vài cái đi. Nè, mua vài cái đi. Nhìn đi, nhìn đi, nóng hổi luôn đó. Con muốn ăn kẹo hồ lô. Con muốn gì đây? Con muốn ăn kẹo hồ lô. Được, 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 cha mua cho con nha, có chịu không? Hả? Ê, đây. Yeah, được rồi, mua kẹo hồ lô cho con. Bánh bao nóng hổi đây. Phụng dưỡng cha mẹ, luôn, luôn mạnh khỏe. Ca. Hả? Tử Hạo.
tan học rồi à? Ừ. Ca, để đệ giúp Quỳnh. Không cần đâu. Lỡ như mà đệ có chuyện gì, mẫu thân sẽ trách phạt đại ca. Không sao, đệ muốn giúp Quỳnh thôi. Với lại là chúng ta là huynh đệ ruột, sao có thể để một mình Quỳnh chịu cực được? Đúng, chúng ta là huynh đệ ruột. Nè. Coi chừng đó. Ca, Quỳnh mới đi học, lát nữa đệ sẽ kể cho Quỳnh nghe câu chuyện tiên sinh đã kể. Cũng được, bây giờ đệ kể cho Quỳnh nghe luôn đi. Dạ được. Có một hôm tiên sinh đã kể chuyện của Liêu Thuấn. Hả? Kể chuyện có tựa gì? Là Hiếu Động Long Trời. Vậy đệ mau kể cho Quỳnh nghe đi. Dạ được. Mẹ. Tử Hạo, ai kêu con đi gánh nước vậy? Nó còn bao nhiêu lần rồi, tan học là phải về nhà liền. Mẹ, trên đường về con tình cờ gặp đại ca. Mở miệng đại ca, đại ca. Con có nhầm hay không vậy? Con chỉ có đệ đệ và muội muội thôi. Nói với con bao nhiêu lần rồi, sao con mẹ lại không nhớ gì hết vậy? Đều là lỗi của con. Mẹ à, đừng trách phạt Tử Hạo. Chuyện sáng nay người lén ta trốn đến học đường, ta vẫn chưa tính với người. Bây giờ con dám bắt Tử Hạo gánh nước. Sao hả? Người muốn lười biết có phải không? Được thôi, người đã không muốn làm việc nữa, vậy thì khỏi ăn cơm tối đi. Mẹ, nếu sau này ngươi còn dám lười biếng thì ngươi đừng có trách ta đó. Tử Hạo, vào nhà ăn cơm. Mẹ, đại ca không có lỗi. Mẹ không cho Quỳnh ấy ăn, không cho Quỳnh ấy đi học. Đợi cha về con sẽ mét với cha. Nè, con đúng là thứ ăn táo rào sung mà. Rõ ràng là mẹ đã sai mà, tại sao mẹ lại trách tụi con chứ? Con... Mẹ, đừng trách phạt Tử Hạo. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con hết. Tử Hạo, vào nhà ăn cơm. Nhanh lên, mau gánh nước vào bếp đi. Nhanh. Dạ. Tử Hạo, Tử Giang, Tử Quyên, ba đứa tụi con hãy nghe cho rõ đây. Tụi con mới là huynh muội ruột cùng một mẹ sinh ra. Ba đứa con đều là núm ruột cho mẹ sinh ra. Còn người bên ngoài là đứa con quan của cha con với người phụ nữ đoản mạng trước đây sinh ra mà thôi. Cho nên sau này ba đứa tụi con bớt quan tâm đến nó, nghe rõ không? Ừ, nhưng mà huynh ấy là đại ca của tụi con mà. Con thì biết cái gì chứ, bởi vì nó là lớn nhất. Nếu như không tìm cách đuổi nó đi, sau này gia nghiệp của Mẫn gia sẽ do nó cai quản. Ba đứa tụi con và mẹ sẽ đi ăn mày đó. Nhưng mà... Nhưng gì cái gì? Mà ăn cơm đi. Mẹ. Mỗi mỗi con vẫn chưa ăn cơm. Nè, Tử Quyên, con ngon không? Dạ ngon. Nè, mau ăn đi. À. Mẹ, con muốn ăn nữa. Ngoan. Nè. Mau ăn đi. Cà, mau ăn đi. Ăn đi. Quỳnh coi, cái này để lén để dành cho đại ca nè. Ăn đi. Ca, còn đây nữa nè. Hảo huynh đệ. Đại ca, mà ăn đi. Để mẹ biết thì không hay đâu. Ăn đi, ăn đi. Đa tạ đệ. Hảo huynh đệ. Ê, Tử Khiên. Lưu đại nương. Chà, Tử Khiên, con đợi một chút nha. Dạ. Ừ.
Tử Khiên à. Dạ. Nè, đây là cái áo trước đây nhị ca con mặc, bây giờ không mặc vừa nữa, con đem về mặc đi. Tuy cái áo hơi cũ một chút cũng đỡ hơn con ăn mặc mỏng manh giữa trời lạnh như vậy, có phải không? Dạ. Trời lạnh, cẩn thận lạnh cống đó ha. Nè, đại nương mặc cho con nha. Hả? Rồi. Nè, ấm hơn không? Ê, Tử Khiên à, nghe nói cha con sắp về rồi, có phải không? Hả? Cha con sắp trở về. Trời ơi, cuộc sống của con chắc chắn sẽ tốt hơn ha. Mặc vừa lắm đó Tử Khiên à. Đi từ từ thôi ha. Dạ. Tử Khiên à, đợi cha con trở về mọi thứ sẽ tốt hơn ha. Đa tạ đại nương. À, đi đi. Còn lát như đầy nè. Đó. Có vui không? Dạ. Nè Tử Quyên, tiếp đi. Nè. Mẹ à, con mua đồ về rồi. Sao lại có cái áo cũ này? Ồ, là của Lưu đại nương bên cạnh tặng cho con, của nhị ca mặc lúc nhỏ. Ngươi là ăn mày sao? Người ta tùy tiện cho ngươi một cái áo cũ kỹ mà ngươi mừng ra mặt, còn không mau cởi ra bỏ đi. Ăn mặc như vậy, ngày mai cha ngươi về nhìn thấy chắc chắn sẽ nói ta ngược đãi ngươi. Ca ca. Nè. Ca ca bồng. Muốn ca ca bồng hả? Ừ. Nè. Ca ca. Đây. Mau thay cái này đi. Cái này là mẹ cho con sao? Kêu mặc thì mau mặc đi, sao nói nhiều vậy? Đa tạ mẹ. Nè Tử Quyên, đây, chúng ta vào phòng chơi nha con, đi ha. Các con đâu rồi? Cha. Tử Quyên. Cha. Cha con về rồi. Các con, cha. Các con có nhớ cha hay không hả? Rất nhớ cha. Lão già, ông đã về rồi. Tôi và các con của mình sáng cũng mong, tối cũng mong, luôn ngóng trông ông trở về. Ông đã đi đường vất vả rồi, có mệt hay không? Không có mệt. Nè Tử Quyên, con sao vậy? Có phải các ca ca ăn hiếp con hay không? Nè, để cha bồng con. Ý trời ơi. Sao đây, các con ở nhà có làm cho bà giận hay không? Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào nhà rồi nói. Được, chúng ta hãy vào nhà. Vào nhà thôi ha. Đi, vào thôi. Này các con, các con ở nhà có làm cho mẹ giận hay không? Không có. Vậy thì tốt ha. Lão già, ông yên tâm, các con của mình rất ngoan. Tử Khiên, không mau rót trà cho cha đi. Dạ. Cha. Bỏ đi. Tử Hạo, kính trà cho cha con. Dạ. Cha, cha đi đường vất vả rồi, cha uống ly trà nóng đi cho ấm người đi. Ngoan. Tử Hạo con ngoan lắm. Tử Khiêm, con là trưởng tử trong nhà, tại sao hành vi cử chỉ không đúng đắn như đệ đệ muội muội của con? Đúng là vô dụng quá mà. Ngày mai theo cha đi đưa hàng, con cần phải học thêm cách đối nhân xử thế. Dạ. Tử Văn. Dạ. Thời gian cha không có ở nhà, con có ngoan không? Con à, rất ngoan. Thật không vậy? Dạ thật. Không được nói dối nha. Không có. Vậy các con và đại ca có vui vẻ với nhau dạ, không? Dạ rất là vui. Rất là tốt. Ê con. Ê. Đúng là vô dụng mà, con khiến cha thất vọng quá. Tại sao con lại ngu ngốc như vậy hả? Con là ca ca mà con lại vô dụng như vậy sao? Cha, im con đi. Con coi đã làm hư hết đồ rồi nè. Chúng ta đền nổi không? Hôm nay cha phải dạy cho con một bài học mới được. Cha, cha đừng đánh ca ca. Đừng đánh ca ca. Con đánh cha. Qua đây. Cha kêu con qua đây. Qua đây. Hả? Sao?
Tử Khiêm, tại sao lại như vậy? Hả? Cuối cùng chuyện này là sao? Dạ, đây chính là áo của mẹ may đó. Cha không có ở nhà, con đã sống như thế nào vậy? Áo bồng của con chỉ làm bằng hoa sậy thôi. Hèn chi lúc nãy con cứ đi ngã nghiêng, chịu đựng cái lạnh. Tử Khiêm à, cha đã la oan con rồi, nhưng mà tại sao con không nói cho cha biết? Cha, mẹ rất tốt với con, không sao đâu. Người phụ nữ này, cho con của mình mặc áo bông dày dặn chắc chắn, cho con riêng mặc áo bông hoa sậy mỏng manh. Lòng dạ bà ta quá độc ác. Cha phải thôi bà ta. Lão già, sao hôm nay ông về sớm vậy? Trương Thị, hãy nhìn việc tốt của bà đã làm. Lão già, ông nói cái gì mà tôi không hiểu? Tử Hào, đi lấy viết bút mực cho cha. Hôm nay cha phải thôi mãi. Lão già, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với Mẫn gia chứ? Tại sao ông lại thôi tôi? Chuyện gì hả? Bà hãy nhìn đi. Lão già, từ lúc tôi gả vào Mẫn gia này, chịu cực chịu khổ, tôi nuôi dạy 4 đứa con cho ông. Tôi chưa đủ tốt với trưởng tử Mẫn gia sao? Vậy mà ông đòi thôi tôi sao? Bà... Cha, xin cha hãy tha cho mẹ. Không được, bà ta đã làm chuyện quá đáng. Hôm nay tôi phải thôi người phụ nữ độc ác như bà. Tử Khiêm, con đi, mau gọi hàng xóm láng giềng tới đây làm chứng cho cha. Cha, tất cả đều là lỗi của con, xin cha hãy tha cho mẹ đi mà. Nhưng bãi. Cha, Tử Khiêm, mẹ đã sai rồi, con hãy cầu xin cha. Sau này mẹ không dám nữa, sau này mẹ không dám. Bà câm miệng cho tôi. Cha, Tử Khiêm, con còn không mau đi. Cha, xin hãy nghe con nói, con cầu xin cha mà. Nói. Những ngày qua tuy có hơi bận, nhưng mà mẫu thân vẫn cho con tới học đường. Tiên sinh dạy chúng con hiếu đạo, hài nhi cảm nhận rất sâu sắc. Tuy mẹ có hơi nghiêm khắc với con, nhưng mà trong lòng của con là mẹ đang cho con trải nghiệm. Tuy mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng ơn dưỡng dục của mẹ mười mấy năm qua, dù là chén cơm ly nước cũng phải báo đáp mà. Chưa hết, mẹ còn là thê tử của cha và là mẹ của các đệ đệ và muội muội nữa. Tử Khiêm, nhưng mà bà ta làm như vậy, sao con lại xin giùm cha con... Tóm lại đều là lỗi của Hà Nhi. Hà Nhi khiến cha đau lòng buồn bã. Cha, đệ đệ muội muội vẫn còn thơ dại, nếu như cha đuổi mẹ ra khỏi nhà, đệ đệ muội muội cũng sẽ giống như Hà Nhi, không có mẹ ruột, chịu nỗi khổ giống như Hà Nhi vậy. Trương Thị, bà hãy nghe Tử Khiêm nói kìa, bà không cảm thấy xấu hổ sao? Tử Khiêm, mẹ sau này mẹ sẽ không hà khắc với con nữa. Con cầu xin cha con, đừng có đuổi mẹ đi, đừng có đuổi mẹ đi. Tử Quyên, Tử Hào, Tử Văn, các con qua đây hết, cầu xin cha đi, đừng có đuổi cha, mẹ đi. Đừng có đuổi mẹ đi nữa mà. Cha, tha cho mẹ đi. Tất cả đều là lỗi của con mà. Được. Cha, tha cho mẹ một lần đi. Cha phải thôi bà ta. Cha, cha, con cầu xin cha mà, xin cha hãy tha cho mẹ đi. Cha, cha, tất cả đều là lỗi của con mà. Cha, cha, xin cha tha cho mẹ. Tha cho mẹ. Con cầu xin cha. Xin tha cho mẹ. Tha cho mẹ đi mà, đừng đuổi mẹ đi. Cha, 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 con cầu xin cha cho mẹ. Xin cha tha cho mẹ. Cha, tha cho mẹ đi. Con cầu xin, đừng đuổi mẹ đi mà. Lão già, Trương Thị, tôi xin thề với trời, từ đây về sau tôi sẽ xem Tử Khiêm như con ruột của mình. Cha, nếu tôi làm trái lời thề thì tôi sẽ bị trời đánh. Cha, đừng đuổi mẹ đi. Được rồi. Mà cha, lúc nãy bà đã thề độc, tôi tạm thời tha cho bà lần này, sau này bà phải cố gắng sửa đổi. Mẹ à, mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ coi, cả nhà chúng ta vẫn luôn ở bên nhau hạnh phúc mà. Tử Khiêm, đa tạ con, đa tạ con. Tử mẹ... Khiêm, đa tạ, đa tạ. Mẹ.
sắp xong rồi đó. Dạ. Nè, con thử đi. Dạ. Đa tạ mẹ. Mặt rất vừa vặn. Nè 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 nè, ăn đi. Hey, Tử Quyên. Ăn đi. Ăn đi con. Dạ, ăn cái này đó. Ăn đi con. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Mẹ ăn đi. Ngoan. Dạ, Quỳnh ăn đi. Thôi ngoan ngoan ngoan. Nè 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 nè, cùng ăn ha. Dạ. Ngon quá. Chữ hiếu thời nay. Chữ hiếu thời nay. Phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ. Ngay cả chó ngựa. Ngay cả chó ngựa. Cũng nuôi dưỡng được. Cũng nuôi dưỡng được. Bất kính. Bất kính. Thì có gì khác biệt. Thì có gì khác biệt. Chữ hiếu thời nay. Chữ hiếu thời nay. Phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ. Ngay cả chó ngựa. Ngay cả chó ngựa. Cũng nuôi dưỡng được. Cũng nuôi dưỡng được. Sau này Tử Khiên trở thành một trong những đệ tử của Khổng Tử. Tấm lòng hiếu thảo của ông với câu chuyện áo đơn sơ hiếu thuận mẹ được lưu truyền rộng rãi, đảm nhận chức phí ấp tân, sau được truy phong làm Lang Nha Công phí công. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.